Rồi, ngồi xếp cho anh em. Thì lời nói đầu tiên, hôm nay Ngọc Anh sẽ review cho anh em xem full bộ cam đầm niền dành cho Vario nha anh em. Này là một cái combo sau khi mà mình đã tư vấn cho khách thì anh em họ lên những cái mặt hàng như sau: đùm Vario, đùm Chrome Vario nha anh em, cam Chrome X1R, niền Racing Boy, vỏ lớp wood gai phượng hoàng, ruột chanh xin. Đó, nguyên combo này về anh em chỉ có việc gắn thôi, lết and lay. Thì cũng như bao nhiêu clip khác thì hôm nay mình cũng sẽ review cận cảnh cho anh em xem cái đùm bên mình, từng mặt hàng. Đó, bên mình là chuyên nhận xuống cam đùm niền dành cho các loại xe, từ cái dòng xe thô phổ thông như là quay rim, Sirius, xong ẹt, ẹt 35, ẹt 10, ẹt 150, hoặc là cái dòng tay ga như Vision, Vario, Clutch, thậm chí là AB. Nói chung anh em nào cần nhu cầu thì bên mình vẫn xuống cam đùm niền, tùy túi tiền anh em cũng như là các mặt hàng mà anh em lựa chọn thì bên mình đều có hết. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu review cận cảnh nha anh em. Đây, trước tiên là cam, thì cũng như bao nhiêu cam khác thôi, cam Chrome X1R. Thì clip sau thì mình sẽ review cận cảnh bộ cam cho anh em xem, để anh em không có phải thắc mắc cam nó như thế nào, ra làm sao mà mình nói ở cam X1 này nó sáng vậy. Đây, không, anh em thấy không, cam Chrome sáng đẹp. Trên đầu chân cam có logo thương hiệu X1R luôn nha anh em. Đó, đây mình sẽ quay cận cảnh nè. À, cực sáng luôn, cực đẹp. Đó là cam. Rồi bây giờ sẽ tới đùm. Đùm Chrome. Đó, sáng gì mà sáng dữ anh em. Thấy gương nào, soi gương nặng mụn luôn nè. Đó, hàng đẹp, cực kỳ chắc luôn. Trời ơi, sáng dữ trời. Lên xe là bao đẹp luôn. À, thấy không? Mình mới cầm dính vào dấu vân tay đây nè, dính tay mồ hôi mình. Đùm sau nha anh em, nói chung là nguyên bộ rồi, về anh em chỉ việc gắn thôi, lết and lay, sáng cực kỳ sáng, full bộ cam đùm niền Vario, đùm Chrome, về gắn như zin thôi anh em ơi, không kết cấu anh em nhìn nào, không mọi thứ ổn định. Mình review là cận cảnh để anh em biết những mặt hàng nào bên shop khi bán ra nó sẽ như thế nào, để anh em ở xa không có cần phải lăn tăn lấn cấn gì cả. Không, mặt hàng bên mình là bán chỉ có chuẩn, về gắn đây niền zin công ty Racing Boy nha anh em. Đó, thấy không, chữ Racing Boy đây, thông tin chi tiết. Thôi, Racing Boy size 16 x 17. Đây, quýt Thái nha anh em, quýt Thái gai vượng hoàng 60-70. Anh em thấy không? Đó, 60-90, 70-90, đó, mình đọc nhanh gọn là 60-70. Ruột thì anh em cứ dùng ruột cao cấp trên xin thôi. Tại vì sao mà mình lựa chọn ruột này để bán chào cho anh em? Thứ nhất, ruột này rất là kín hơi nha anh em, giữ độ hơi cũng như là độ co giãn của cao su rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu xuống cam đùm niền dành cho các loại xe thì cứ liên hệ với Ngọc Anh shop nha. Đây là thông tin của shop. Và nhân tiện đây thì mình nói luôn, ví dụ như anh em ở xa có nhu cầu liên hệ rồi sau khi đã được tư vấn, thì ví dụ như là anh em không thể nhận ship code qua trình bưu điện được, thì mình có thể là thanh toán chuyển khoản
có những trường hợp ở xa mà mình không thể ship code bưu điện được thì mình sẽ ship chành xe. Thì cái trường hợp ship chành xe đó thì anh em có thể là thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng của mình. Nếu như anh em nào không tin tưởng thôi cứ lóc luôn, không có, chứ anh em mà lớn rồi nói chuyện với nhau mà cứ nói ra nó vô dễ bị mất lòng. Mình cũng không thích trường hợp đó. Mình thì làm ăn buôn bán, mình đã review sản phẩm cũng như có sao mà nói vậy, dăm 3 triệu cũng không làm giàu được ai cả đời đâu, nên mình không có suy nghĩ là đi lừa ai cả. Không, anh em ở xa cứ liên hệ với mình sau khi đã được tư vấn. Có những trường hợp nếu mình ship code được thì mình sẽ ship code. Ví dụ như bộ này nó dao động tầm khoảng 2 triệu mấy gần 3 triệu rồi, thì ví dụ như anh em này ở miền Tây ship code được mình ship code, còn không ship trên xe mình sẽ Phương Trang, Tô Châu, Thành Bưởi, các loại xe. Đây là thông tin của shop. Anh em nào cần tư vấn cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là ạc Zalo. Anh em ạc Zalo với mình là ạc Zalo chơi sim gì theo nha. Rồi, chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi full bộ cam đùm niềng dành cho Vario. Đùm Vario thì nó dùng chung với Click nha anh em. Rồi, chân thành cảm ơn anh em.